Thanh niên này vì cứu một đứa bé mà bị đuối nước, linh hồn trôi nổi trong hư không thế nào lại rơi vào đúng khu vực Tống Dư và Thương Đế vừa đại chiến, Thượng Đế lúc này đã mất mạng tan biến. Tống Dư cũng như ngọn đèn trước gió, lão từng tạo ra một vòng luân hồi sinh tử, lại có bát luân hồi trong tay, vốn nghĩ có thể thoát một kiếp nhưng người tính không bằng trời tính. Tống Dư cuối cùng quyết định dùng bát luân hồi để cứu thanh niên kia, còn truyền lại cho hắn hai món đồ, Tịch Diệt Kiếm và Âm Dương Y Quyết. Từng đạo phù văn lần lượt chui vào người hắn, thân thể của Tống Dư cũng dần tan biến, lão vội dùng bát luân hồi giúp thanh niên hồi sinh, không quên dặn dò hắn. Bát luân hồi kia chỉ cần chiếm đoạt kim loại, sẽ không ngừng được sửa chữa phục hồi, giúp hắn gia tăng tốc độ tu luyện, khôi phục nguyên khí. Khi thanh niên mở mắt tỉnh lại, hắn đã ở trong một căn phòng lớn, còn mặc trang phục tân lang, mọi người gọi hắn là Hứa Vô Chu, rồi ta nói trọng sinh cái nhập vào xác tên nào đây không biết. Bên cạnh là một cô gái vô cùng yêu mị, cô là Lâm Thanh Tử, ánh mắt anh đang sáng rực nhìn gái, chưa sơ múi gì thì đã bị một tiếng chửi lớn làm tỉnh lại. Là nhạc phụ của hắn, Tần Tề Lợi, hôm nay là ngày Hứa Vô Chu cưới Tần Khuynh Mâu, vậy mà lại dám ở cùng người con gái khác, ụa ụa rồi cái quần què gì đây. Thanh niên còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đá ra cửa, còn đang cố gắng giải thích thì tân nương đã xuất hiện, dáng dấp này, quá trời là xinh đẹp rồi, thật sự là vợ của hắn sao? Hứa Vô Chu tưởng rằng sẽ ăn một cái tát trời giáng của vợ vì việc lén phén với gái, thì không ngờ nàng lại ân cần quan tâm rồi nắm tay hắn. Chủ nhân cũ của thân thể này thật là có phúc mà không biết hưởng, hắn tự hứa từ hôm nay trở đi sẽ khiến tất cả những người ở đây phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Thì đột nhiên Tạ Sơn chặn cửa thách đấu hắn tại tỷ thí thế gia, nếu Hứa Vô Chu thua phải nhường vợ cho ca ca Tạ Quảng Bình của hắn, ai cũng tưởng rằng phế vật Hứa Vô Chu sẽ hèn nhát từ chối. Nhưng hắn giờ đây đã khác, động vào vợ hắn chỉ có con đường chết. Hứa Vô Chu tuyên bố chấp nhận thách đấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người, rồi liền nắm tay vợ xoái khí rời đi. Sáng hôm sau, Hứa Vô Chu bị nhạc phụ giáo huấn một trận, nhưng chuyện leo lên giường tỷ muội tốt là chủ nhân cũ thân thể này làm. Liên quan gì hắn chứ? Khuynh Mâu ở một bên vẫn đang lo lắng, khuyên hắn nên từ chối thách đấu của Tạ Sơn, nhưng thanh niên vẫn lì như trâu. Tần Tề Lợi hết cách chỉ đành ra lệnh bắt hắn đi luyện công ở võ đường, lão cũng vô cùng hối hận vì báo ơn mà phải gả con gái cho tên phế vật này. Đang sầu não thì Tần Tề Lợi nghe tin Tạ Gia và Lý Gia liên kết mở cửa hàng vũ khí cạnh tranh ngay trước cửa nhà lão, vì có một tên cảnh giới kiếm khách làm màu mà hàng bán được rất nhiều. Cả thành Lâm An này chẳng có ai cảnh giới kiếm khách, hai nhà Tạ Lý này lại có thể tìm được một người. Hứa Vô Chu ở một bên nghe lỏng câu chuyện. Cảnh giới kiếm khách, chẳng phải là hắn sao? Hắn từng được Tống Dư lão truyền cho Tịch Diệt Kiếm, kha kha, thời của anh đến rồi đây. Tần Tề Lợi vừa quay về phủ thì bị Tân Vong Phong và Tạ Chấu chặn lại. Hai tên này đang muốn đem kiếm cảnh giới ra dương oai, còn muốn thu mua Tần gia. Tần Tề Lợi dù không có kiếm cảnh giới nhưng vì không muốn bị khinh thường, lão liền bảo quản gia vào kho lấy kiếm do chính lão nắm giữ ra. Hứa Vô Chu lúc này cũng vui hết cỡ, đến lúc anh ra tay rồi đây. Thanh niên lập tức tiến vào kho, nhìn dương kiếm trước mặt, Vô Chu thay đổi thủ ấn, muốn trao cảnh giới kiếm khách cho từng thanh kiếm bên trong, thử nghiệm dị thôi mà thành công thiệt ba má ơi. Hắn nhớ tới lời của Tống Dư, bát luân hồi thôn phệ kim loại có thể giúp hắn gia tăng tu vi, đang tính thử luôn thử quản gia đã chạy đến, thế là thanh niên năng nổ giúp đỡ. Khi Vô Chu đặt dương kiếm xuống, Tạ Chấu tự đắc muốn dùng kiếm cảnh giới của hắn thử độ cứng của kiếm Tần gia, một nhát chém tới banh cả cái cửa lớn. Nhưng mà ngạc nhiên chưa, kiếm của Tần gia vẫn còn nguyên, mà kiếm của Tạ Chấu lại gãy làm đôi, đúng là hàng pha ke mà đòi so với hàng thật giá thật. Tân Vong Phong và Tạ Chấu vốn muốn chuồn về nhưng Vô Chu sao để chúng đi dễ dàng, lập tức đòi tiền đền bù cho cửa lớn của Tần gia. Thế là mỗi em mất ngay 1 vạn lượng cho Vô Chu, đang hả hê cầm ngân phiếu thì lại bị nhạc phụ lấy mất, còn đuổi thanh niên về võ đường. Lúc này Tần Tề Lợi mới nghi ngờ thanh kiếm cảnh giới từ đâu mà ra, nhưng lão thả tin Hứa Thông gia hiển linh còn hơn Vô Chu luyện được. Bên trong đạo quán, Hứa Vô Chu vì muốn nhạc phụ thay đổi cái nhìn về mình, hắn liền lấy bát luân hồi ra tu luyện, vừa niệm chú, đạo văn phù cùng long thần xuất hiện, hút kim loại xung quanh, chớp mắt đã tạo thành khí huyết thuần khiết nhập thể vào Vô Chu giúp hắn đột phá tu vi nâng cấp linh lực, được đà hắn càng hăng say tu luyện bát luân hồi. Trong khi đó, hai huynh đệ họ Thạch bạn rượu của Vô Chu vừa bước ra thanh lâu đã chạm mặt Tạ Sơn, không nhiều lời. Tạ Sơn muốn chúng trừ khử Hứa Vô Chu, ban đầu chúng còn giả tạo nhưng khi thấy tiền liền đồng ý vội, đúng là chỉ bán bạn bè khi được giá. Rất nhanh, bọn chúng đã xuất hiện ở võ đường, lúc này Vô Chu vừa luyện công xong, nể tình xưa, Vô Chu còn khuyên hai thằng nhỏ quay đầu là bờ. Nhưng bọn chúng không biết tốt xấu vẫn lao đến, Vô Chu liền cầm kiếm, hai bên lao vào combat, nhưng hai đứa sao là đối thủ của anh, một tên nhanh chóng bỏ mạng. Tên còn lại đang sợ hãi vì huyết khí cấp 6 mà lại bị Vô Chu dễ dàng xử lý như vậy thì cũng đã bị hắn cho một kiếm tiễn đi đăng xuất. Nhìn túi tiền rơi bên cạnh cái xác, Vô Chu liền biết là Tạ gia giở trò, huyết khí cấp 6 sao, vậy anh đây chắc đạt đến cấp 7 rồi, kha kha, đang vui mừng thì một cô gái che mặt xuất hiện. Nàng ta không ai khác chính là Đới Yêu Yêu, bậc thầy võ thuật do Tần phủ đặc biệt mời đến. Vô Chu lo sợ chuyện hắn giết người cùng việc nắm giữ bát luân hồi bị lộ ra ngoài, muốn ra tay bịt miệng nàng ta. Yêu Yêu tiến đến trêu đùa hắn, bỗng Âm Dương Y Quyết bất ngờ có cảm ứng,
lại giúp Vô Chu thấy rõ tim mạch của nàng ta bị trọng thương. Vô Chu nói thẳng với Yêu Yêu, làm bà lập tức nổi sát tâm, bệnh của bà tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, mà còn chưa kịp ra tay thì đã nghe ong ong, Vô Chu nói có thể chữa được, ta nói bà lập tức thay đổi 360 độ, ra sức quyến rũ, ây anh đây chỉ thích tiền thôi nhé, nữ sắc với anh không có ý nghĩa, có tiền mới có thể mua vũ khí tu luyện nâng cấp tu vi huyết khí. Sau khi thương lượng giá cả, Vô Chu dùng huyền châm thi triển pháp chú vào người Yêu Yêu, chữa bệnh thôi mà sao khung cảnh ám muội quá hả? Khi nàng ta đã khỏi bệnh, thấy hắn đang cần tiền gấp, Yêu Yêu giới thiệu cho hắn một mối làm ăn khác. Đó là vị bằng hữu đang mắc bệnh lạ của nàng, Vô Chu nghe vậy mừng rơi, còn gài bà nâng giá, ba chân bốn cẳng cùng ả trong đêm đến chữa cho kẻ kia. Đợi Yêu Yêu đến một căn phòng nhỏ, bên trong là thanh niên Vũ Phong đang bị xích tay, ban đầu cũng vì sợ hắn tiết lộ bệnh tình, nên nàng đã bắt hắn lại, giam giữ. Vô Chu vừa bước vào nhìn thanh niên trước mặt còn tưởng mắc bệnh hoa liễu, liền hắt hủi thằng nhờ, Vũ Phong vội vàng giải thích, hóa ra thanh niên là bị cha hạ độc, để dẹp cái thói trăng hoa của hắn. Vô Chu lúc này mới yên tâm chữa trị, mới kêu thằng nhỏ cởi áo chữa bệnh thôi mà thanh niên đã nhanh như chớp lột sách, quá trời, nhưng Vô Chu đã chữa trị thành công, nhận được 300 lượng. Cả ba rủ nhau đến tửu lâu ăn mừng, Yêu Yêu nhảy múa xinh đẹp động lòng người, Vũ Phong và Vô Chu thì ngồi đàm đạo. Lúc này Yêu Yêu đi đến, nàng nhắc đến ngày mai là cuộc tỉ thí thế gia, Tạ Sơn E đã sớm đạt huyết khí cấp 7, Vô Chu lành ít dữ nhiều. Trở về đạo quán, Vô Chu dùng bạc đã kiếm được cho bát luân hồi thôn phệ, mỗi một lượng bạc là một phần năng lượng huyết khí. Vô Chu niệm chú tu luyện công, khiến hắn trong một đêm đã đạt huyết khí cấp 9, thật quá bá đạo mà nhưng cũng quá là tốn kém đi. Trên mái nhà, Yêu Yêu và Vũ Phong vẫn luôn âm thầm quan sát Vô Chu, vì cả hai đều nhận thấy thanh niên này không tầm thường. Hôm sau, cuộc tỉ thí thế gia chính thức bắt đầu, người Tần gia liên tục bại lui trước Tần Sơn, còn bị Tạ Quảng Bình chế giễu, nếu còn thua một trận nữa, sản nghiệp của Tần gia sẽ phải rút khỏi Tây thị. Tần Tê Lợi còn đang nóng lòng thì đã thấy Vô Chu trong bộ dạng nhếch nhác bước tới, Tần gia đều lo lắng hắn sẽ bại trận, khuyên hắn không nên tham gia. Chuyên mục này sao thiếu được Tạ Sơn, hắn tặng quan tài khiêu khích Vô Chu, nhưng hôm nay đứa nào chết còn chưa biết đâu nha. Vô Chu mạnh dạn lên sàn, hôm nay hắn phải chứng minh với cả Thành Lâm An này, hắn không phải phế vật. Trước khi bắt đầu, Vô Chu còn nhắc đến chuyện anh em họ Thạch ám sát thất bại, tuy Tạ Sơn cũng có chút bất ngờ nhưng hôm nay Vô Chu sẽ khó thoát. Cả hai đều bộc lộ sức mạnh khí huyết cấp 7, Tạ Sơn lúc này không giấu giếm nữa, trực tiếp ra chiêu ngang với huyết khí cấp 8, thì ra hắn đã sớm ẩn giấu thực lực. Nhưng xui cho thanh niên, Vô Chu nhà ta còn giấu sâu hơn nhé, cả hai sông mái lao lên, khi mọi người còn đang thương tiếc cho Vô Chu khó giữ được mạng. Thật không ngờ, kết quả Tạ Sơn thổ huyết tại chỗ, trong khi Vô Chu lại chẳng hề hấn gì, ai thắng ai thua còn phải nói sao. Khán giả chẳng những nể phục mà còn tin hắn sẽ thành đệ nhất công tử Lâm Thành năm nay, nghe vậy Tạ Sơn cay như ớt, dùng toàn lực biến thân hộ pháp quyết chiến một phen. Vô Chu thì ung dung một nhát chém đứt tay đối phương, sau đó phòng thủ triệt để, cơ hội đến hắn giáng một đòn khiến Tạ Sơn bay thẳng đến chiếc quan tài. Này thì tặng quan tài cho anh, nhờ chiến thắng này, quyền buôn bán ở Tây thị đã thuộc về Tần gia, cười người hôm trước hôm sau người cười đây mà. Khi chứng kiến đệ đệ bại trận thảm hại, Tạ Quảng Bình tức tối muốn thách đấu trận nữa, Vô Chu giả vờ khiêu khích để kiếm trác. Muốn đấu với anh đây thì phải cược quyền buôn bán ở Đông thị với 1000 lượng bạc ra, Quảng Bình trúng kế liền đồng ý vì nghĩ đấu với huyết khí cấp 9 như Tạ thần. Thì Vô Chu không có cửa, Khuynh Mâu lo lắng khuyên Vô Chu đừng tham gia, nhưng lòng hắn đã quyết muốn giành chiến thắng để xứng với nàng. Quay lại khán đài, Quảng Bình dặn Tạ thần giết không nương tay, lão vẫn cay cú lần trước bị Vô Chu moi tiền, liền lao ra muốn báo thù. Cho Vô Chu nếm mùi lôi điện hổ chảo, khí lực tụ hóa thành găng điện uy lực, trận chiến trở nên cân sức vì hai bên đầu đạt huyết khí cấp 9. Hồi trống báo kết thúc trận chiến vang lên, Quảng Bình cười tự đắc, nhưng chớp mắt đã ngậm miệng, khi nhận ra người gục trên khán đài lại là Tạ thần, hơn nữa chỉ một chiêu đã bại. Không tin vào mắt mình, hắn liền nhảy xuống đối chất, cãi không nổi hắn liền muốn gây sự. Lúc này Tần Tê Lợi giao ai mới khiến hắn ngoan ngoãn cúp đuôi, nhưng thủ này đã khiến hắn nổi sát ý. Tần Tê Lợi thấy Vô Chu này đã khác, không còn phế như xưa, liền giao cho hắn lo việc kinh doanh Đông và Tây thị, còn đặc biệt giao lại 2 vạn lượng bạc bán được từ gia sản Hứa ra cho hắn. Thanh niên còn đang hí hửng thì Lâm Thanh Từ đột nhiên xuất hiện, muốn gặp Vô Chu nói chuyện riêng. Dưới gốc cây, Thanh Từ lại giở trò quyến rũ, nhưng Vô Chu lại rất thờ ơ, còn chất vấn việc lần trước nàng ta gài bẫy hắn, đồng thời cảnh cáo nếu còn dám chọc vào hắn thì đứng trách hắn ác. Trở về Lâm Thành, Vô Chu đang mải suy nghĩ thì gặp hảo huynh đệ Vũ Phong mời hắn vào lầu xanh hưởng thụ, nơi đây phong hoa tuyết nguyệt mê muội lòng người. Nhưng Vô Chu nào ham còn khuyên Vũ Phong đừng rủ hắn đến thanh lâu, nếu không bị cha vợ phát hiện coi như xong đời à nha. Mà Sukana nhắc cái xuất hiện liền, Tần Tê Lợi đã đạp cửa tức giận xông vào, đánh thằng nhỏ một trận, Vô Chu có trăm cái miệng cũng khó chối cãi. Lão lúc này tịch thu lại 2 vạn lượng bạc vì thói ngựa quen đường cũ, Vô Chu tiền mất tật mang bị cha vợ lôi về nhà, còn tên đầu sỏ Vũ Phong vẫn ung dung hưởng thụ, tức cái mình á. Sau khi lôi về nhà hắn ở võ đường chịu phạt, Vô Chu suy sụp vì lỡ mất 2 vạn lượng bạc để tu luyện. Nhưng hắn may mắn vẫn còn 600 lượng bạc của Tạ Quảng Bình, rồi lấy bát ra niệm chú tu luyện,
Lần này năng lượng huyết ngưng tụ tạo thành 10 giọt thanh sắc, thâm nhập cơ thể chớp mắt tăng lên hậu thiên cấp 6, để đề phòng hắn đã để lại một giọt dịch thể vào bát giấu kín. Lúc này hắn đã đói meo, may có Khuynh Mâu đem đồ ăn đến, cơm vợ nấu có khác, khiến hắn ăn không ngừng. Nhân tiện nàng ngại ngùng mời hắn cùng tham gia hội văn chương do Thạch gia tổ chức, Vô Chu như vớ được vàng vội đồng ý. Trở về Tạ gia, Quảng Bình hận không thể xé xác Vô Chu, hắn nghĩ kế dùng thanh từ dụ Khuynh Mâu một mình tới Tạ phủ. Nếu biết vợ gặp nguy hiểm Vô Chu sẽ nhanh chóng đến, nhân cơ hội sắp xếp trưởng lão Nhật Nguyệt ám sát. Sáng hôm sau, Vô Chu biết tin gấp gáp đi đến Tạ gia, làm gà bay chó nhảy đắc tội không ít người, đến nơi thì đã khuya. Hắn nhạy bén phát hiện có sát thủ, không ai khác là tam huynh đệ Tạ gia muốn giết hắn, Vô Chu đã biết được âm mưu của chúng. Cả ba đều là cao thủ hậu thiên cảnh, hợp lực tấn công Vô Chu, thanh niên phòng thủ chống đỡ. Sau màn đối chất, Vô Chu ra chiêu trước với lão đại, cố ý để lộ sơ hở, dẫn dụ hai tên tiểu đệ thả lỏng cảnh giác. Khi hai tên kia lao lên, Vô Chu đột ngột thay đổi mục tiêu tấn công sang lão Tam Thiên Phong, một kiếm chém gãy vũ khí của hắn, tên lão Nhị Thiên Tinh cũng xém gãy luôn cái tay. Ở một mái nhà gần đó, Vũ Phong và Yêu Yêu quan sát bình phẩm trận chiến, Yêu Yêu còn nhanh mắt phát hiện Vô Chu sở hữu kiếm ý. Lão đại thấy hai đệ đệ mình bị thương đã tức giận thi triển uy lực của nhất phẩm chiến kỹ, dùng liệt huyết chảm hạ đao xuống đối phương. Lần này Vô Chu khó khăn mới chống đỡ được, chết tiệt, thực lực của thiên nhật vật mà đã tăng gấp đôi. Thấy vậy, Vũ Phong muốn ra cứu hảo huynh đệ nhưng Yêu Yêu đã kịp thời ngăn lại, nàng có niềm tin vào thực lực của hắn. Cả hai chỉ được hành động khi có sự cho phép của quân kỳ, hai khứa này không biết người của thế lực nào đây nữa. Ba tên kia đã nghiêm túc ra liên tiếp ba đòn tấn công uy lực, khiến Vô Chu rơi vào thế bất lợi, lần này hắn đã bị hất ra xa sắp mất mạng nhưng vô thức vẫn lo cho vợ. Bỗng cái tát của Tống Dư làm hắn hoàn hồn, mắng tên phế vật có đồ tốt mà không biết tận dụng, rồi lão bảo hắn giữ mạng thì mau lôi tịch diệt kiếm bị phong ấn ra rồi cho đá hắn về thực cảnh. Được cao nhân chỉ điểm, hắn sử dụng kinh vũ đoạn cổ nhạc để lật ngược thế trận. Hắn sử dụng kinh vũ đoạn cổ nhạc cường đạo uy lực khiến ba tên sát thủ chạy không kịp, bị đánh đến thảm hại. May mà bát luân hồi còn một giọt dịch thể năng lượng, nếu không hắn cũng tiêu hao hết sức mà chết. Thằng nhỏ bầm dập vậy còn bị Tống Dư chê trách tát cho một cái. Rồi rốt cuộc lão già này chết thật hay chết giả thế không biết. Trước câu hỏi ấy lão liền bịa lý do rồi biến mất, không quên dặn hắn phải chăm chỉ tu luyện. Bên này, Vũ Phong nhận ra Vô Chu không chỉ có kiếm ý mà còn nhờ kiếm nhập đạo, Yêu Yêu nhớ ra cũng có một cao thủ như vậy, lão là kiếm sĩ Trần Kinh Hồng. Vũ Phong cũng nhắc đến việc phát hiện một đệ tử Quân Thiên giáo ở Ngự Thiện phòng, Yêu Yêu liền nhờ hắn đi tra hành tung của tên nó. Yêu Yêu ban đầu vì dưỡng thương nên đến đây tránh kẻ thù, nào ngờ lại xuất hiện Vũ Phong và Hứa Vô Chu, cũng xem như là kiệt xuất, xem ra nàng cũng nên bắt đầu lên kế hoạch rồi. Vô Chu lúc này đã đến hội văn, thế mà lại gặp đám Ngụy quân tử xem thường, không ngừng chế giễu hắn, đã ngứa đòn thì đừng trách anh. Hắn không nương tay đánh một tên tàn tạ. Bên này Vũ Phong đang tán gái nhưng bị gái cho một tát. Vô Chu chứng kiến thương tình dạy hắn bí kíp tình yêu, làm nữ tử xung quanh mê như điếu đổ. Ngay cả Tần Khuynh Mâu cũng bị anh nắm trong lòng bàn tay, mà Su Cà Na nhắc tới xuất hiện liền, nàng tức giận đạp hắn ngã nhào, này thì cái mỏ nhiều chuyện. Vô Chu lò mò bò dậy, đang định đến bên vợ thì bắt gặp mấy bà bánh bèo đang bắt nạt Khuynh Mâu, họ thi nhau chế cười. Đệ nhất tài nữ Thành Lâm An lại gả cho tên phế vật Vô Chu, Khuynh Mâu lười mà để ý. Đúng lúc này Thanh Từ bước đến giúp cô giải vây. Chứng kiến vợ bị coi thường nên Vô Chu muốn lấy lại công đạo, thanh niên viết thơ của Tô Thức trong thế giới trước khi trọng sinh, viết xong gấp lại thành máy bay phi đến bàn của Khuynh Mâu. Thấy vậy bà bánh bèo Hoàng Anh kia lấy ra đọc, không ngờ bị vả mặt lập tức, thật là tuyệt tác văn chương. Khuynh Mâu ở một bên cũng lắng nghe lời thơ, tuy không phải do nàng viết nhưng lại chạm đến tâm hồn nàng, giúp nàng trở thành thiên tài cảm ngộ đạo ý đầu tiên của Thành Lân An. Chỉ có Vũ Phong biết bài thơ kia là do Vô Chu vừa viết, thanh niên này văn võ song toàn luôn a, thâm sâu khó lường. Chuyện này khiến thuộc hạ Tạ Quảng Bình ghen ăn tức ở, lên kế hoạch ám sát Khuynh Mâu như tiên nữ bước lên đài sen nhập đạo khiến thiên địa dị tượng. Đôi vợ chồng nhà này thật là hốt hết vận may thiên hạ mà, nhưng nàng vẫn chưa biết người đã âm thầm giúp nàng là ai. Bất ngờ hai tên thích khách hậu thiên cảnh từ đâu xuất hiện ám sát Khuynh Mâu, may có Thanh Từ kịp thời ngăn cản nhưng bị đánh bay ra xa. Hắn ra chiêu khiến Khuynh Mâu bị thương ở tay, tình thế ngàn cân treo sợi bún thì Vô Chu đã ra tay tiễn một tên thích khách đi hóa kiếp. Tên còn lại cay cú sử dụng nón ám sát, lại một màn anh hùng cứu mỹ nhân, tất cả chiêu thức đều bị Vô Chu phá gọn, hắn phi thân đến một kiếm hạ sát luôn tên còn lại. Vô Chu muốn cùng vợ tìm đến Thạch gia hỏi rõ sự tình, Khuynh Mâu khuyên hắn bỏ qua. Lâm Thanh Từ cũng góp lời liền bị hắn cắt ngang, tuy đây là đại bản doanh của Thạch gia nhưng đụng đến vợ anh thì phải có lời giải thích rõ ràng. Thật quá bá đạo mà, vừa đến nơi, Vô Chu một kiếm phá vỡ nội viện, một đám lâu la bị Vô Chu diệt gọn, truy cước của Thạch Thịnh bay ra cùng với đó là sự xuất hiện của Tạ Quảng Bình. Vô Chu liền lấp lửng việc ba trưởng lão Tạ gia đều đã bị hắn giải quyết khiến Tạ Quảng Bình tức anh ách. Khuynh Mâu lúc này mới biết việc Vô Chu bị ám sát, vậy mà hắn vẫn đến đây giúp nàng, cảm động giữ thần nha. Tranh chấp vài câu, Vô Chu đã rút kiếm, hắn muốn dùng mạng Thạch gia bồi thường cho vợ. Thạch Thịnh không để yên vung chùy đấu với Vô Chu,
Nhanh như vậy Thạch Thịnh đã bị một chiêu của đối phương hất ra ngoài, Hậu Thiên Thất Trùng như lão muốn lấy lại mặt mũi, liên tiếp tấn công nhưng đều bị Vô Chu cản phá thành công. Quảng Bình nghi ngờ Vô Chu đã đạt đến Hậu Thiên Cửu Trùng ngang cơ với bản thân. Khi Vô Chu muốn kết liễu Thạch Thịnh thì Quảng Bình ra tay ứng cứu rồi mở miệng nói đạo lý, Vô Chu không để tâm đến chuyện hắn phái người ám sát, nhưng lại nhỏ mọn muốn lấy danh hiệu đệ nhất công tử Lân Thành để xứng với bà xã là đệ nhất kỳ tài, thanh niên đến chuyện này mà cũng ghen nữa à? Nhưng danh hiệu này không phải dễ lấy, nếu đã vậy anh đây đành phải giết kẻ đương nhiệm để giành lấy vậy, Vô Chu muốn thách đấu với Quảng Bình. Quảng Bình nghe vậy suy tính Vô Chu ắt đã có sự chuẩn bị, nhưng đợi 5 ngày sau chiến kỹ tam phẩm của Y Luyện Thành sẽ nắm chắc phần thắng. Vậy nên Quảng Bình hẹn Vô Chu 1 tuần sau ở lôi đài tỷ thí Lân An sẽ đánh tử trận, đồng ý xong Vô Chu còn tham lam muốn lấy trạch viện của Thạch gia làm phần cược. Mấy tên thuộc hạ nghe xong tá hỏa mong Quảng Bình suy nghĩ lại, dù vậy y mặc kệ khuyên can, còn bộc lộ chiến kỹ tam phẩm uy lực mới làm dân tình yên tâm. Vô Chu và Khuynh Mâu cùng trở về, giờ đây Tình Trong Như đã mặt ngoài còn e. Nàng khuyên hắn nên từ bỏ vì e rằng Quảng Bình có âm mưu, Vô Chu bảo thê tử yên tâm chờ tin tốt của hắn rồi rời đi. Lúc đang vui mừng vì ấn tượng của Khuynh Mâu về hắn đã tốt lên rất nhiều, thì Yêu Yêu từ đâu xuất hiện nhắc nhở hắn, Quảng Bình tu luyện chiến kỹ tam phẩm. Vô Chu phải hết sức cẩn thận, đồng thời Yêu Yêu muốn hắn giúp một chuyện bí mật rồi gấp gáp rời đi. Lúc này Vô Chu cảm thấy bà nội này và tên Vũ Phong kia đều không đơn giản. Sáng hôm sau, Vô Chu bị cha vợ mắng một trận bởi hắn làm càn lại muốn thách đấu với Hậu Thiên Cửu Trùng như Quảng Bình, khác nào lấy trứng chọi đá. Lúc này Vô Chu chỉ đành bộc lộ sức mạnh của mình để lão yên tâm, tưởng rằng lại bị ăn mắng tiếp, nào ngờ Tần Tê Lợi mừng rỡ, lại muốn chuyển chiến kỹ của Hứa ra cho hắn. Lão khai triển chiến kỹ tam phẩm Cuồng Bạo, thật lợi hại, chiêu thức này nếu đạt đỉnh cao có thể chém nứt thiên khung. Tần Tê Lợi bảo Vô Chu phải học Liệt Thiên Trảm mới đấu được với Tạ Quảng Bình. Lão nghĩ 7 ngày hắn sẽ khó mà luyện thành công, mà đâu biết rằng Bát Luân Hôi đã khiến Vô Chu lĩnh ngộ chiến kỹ trong chớp mắt. Cha vợ không tin nổi khi lão phải mất chục năm mới tu luyện được, mà tên vắt mũi chưa sạch này đã học xong nhập môn, này thì ai dám dạy hắn chứ. Mới chỉ nửa ngày, Vô Chu thành công lĩnh ngộ Liệt Thiên Trảm, thế này thì đến lúc tỉ thí thì Tạ Quảng Bình cũng không phải là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên Khuynh Mâu tìm đến bảo hắn không cần ở trong kho nữa, thanh niên lại thừa cơ muốn đòi ở chung. Lúc này nàng nhắc công việc Tần gia đang sa sút không cẩn thận sẽ thê thảm như Triệu gia. Hóa ra khi xưa Triệu gia thân đứng đầu Lân An thành lại bị biến cố trở thành phế nhân, theo đó gia sản cũng lụi bại. Vô Chu muốn giúp nhưng không thể tiết lộ thân phận, nên hắn tìm kiếm một thế thân và người thích hợp chính là Triệu Thân, người của Triệu gia. Vô Chu tìm đến khu ổ chuột, chứng kiến Triệu Thân thân tàn ma dại bị kẻ khác đánh đập, hắn hỏi lão có muốn báo thù rửa hận không. Lão đương nhiên muốn, nhưng giờ chỉ là phế vật thì làm được gì chứ, gặp được anh đây coi như lão may mắn. Vô Chu lấy âm dương y quyết dùng huyền châm đả thông kinh mạch cho Triệu Thân, khiến lão khôi phục sức mạnh hoàn toàn. Lúc này những kẻ vừa bắt nạt lão cũng đều được tiễn đi hóa kiếp. Chỉ là không ngờ Triệu Thân lại muốn qua cầu rút ván, còn muốn giết Vô Chu, thật không biết điều mà. Vô Chu lấy kiếm ý ra thị uy, Triệu Thân quỳ xuống khuất phục, còn phải tặng 10 dương vũ khí cho Tần gia, hơn nữa không được tiết lộ thân phận của hắn, nếu không chết. Như đã hẹn, Triệu Thân mang dương kiếm đến Tần gia. Tần Tê Lợi không khỏi cảm kích, đang muốn nhắc đến Vô Chu thì hắn ở phía sau ra dấu đe dọa để Triệu Thân không tiết lộ. Tần Tê Lợi thấy Vô Chu nhoi nhoi liền đánh cho vài phát, Triệu Thân cũng ngơ ra, Tần gia vậy mà lại chẳng biết gì về thực lực của Vô Chu, còn nghĩ là cha Vô Chu hiển linh giúp đỡ, quá trời mà. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, ngày tỉ thí cũng đến, Tần Tê Lợi phái người canh giữ không cho Vô Chu tham gia thi đấu, nhưng hắn vẫn chớp cơ hội trốn đi, sao mà cản được anh chứ. Tạ Quảng Bình bên này đã đợi Vô Chu suốt 3 canh giờ, Vũ Phong và Yêu Yêu cũng đến xem kịch hay. Quảng Bình tưởng hắn chột dạ liền muốn sai người bắt Vô Chu đến. Bất ngờ thanh niên từ trên trời xuất hiện lao vào tấn công, trận chiến chưa gì đã nồng nặc mùi thuốc súng. Không nhiều lời, Quảng Bình thi triển át chủ bài là chiến kỹ tam phẩm. Tần gia vội khuyên ngăn Vô Chu mau chóng bỏ cuộc giữ mạng, Tần Tê Lợi muốn lên cứu con rể thì bị Vong Phong ngăn cản. Lúc này Tạ Lâm Uyên, gia chủ của Tạ gia, xuất hiện cũng muốn nhúng tay vào. Tạ Lâm Uyên ung dung ngồi ghế xem trận đấu chọc giận Tần gia, còn trên khán đài Quảng Bình đã ra chiêu trước nhưng bị Vô Chu phát hiện, y mới chỉ nhập môn, không có cửa với hắn. Bây giờ anh sẽ bật chế độ nghiêm túc, Vô Chu khai triển Liệt Thiên Trảm, mọi người không ngờ hắn cũng có chiến kỹ tam phẩm. Mới có vài chiêu mà Tạ Quảng Bình đã vào thế bất lợi nhưng y vẫn không ngừng tấn công, dù vậy vẫn bị Vô Chu khóa gọn. Lúc này y muốn so tiêu hao linh lực với Vô Chu, trong khi Vô Chu vẫn còn 70 giọt năng lượng khí huyết, khác nào châu chấu đá xe. Quảng Bình đã bị đánh thở hồng hộc như cún, chỉ còn nước lôi bổn nguyên ra đấu, nhưng nào ngờ lại bị Liệt Thiên Trảm phá trong tích tắc. Quảng Bình cũng bị hất bay ra xa, thua thảm hại. Dân tình lúc này đầy kinh ngạc phát hiện Hứa Vô Chu như vậy lại người đầu tiên sở hữu kiếm ý của Lân An Thành, thời của Tần gia đã đến rồi, Tần gia cũng vỡ lẽ. Thì ra trước này Vô Chu vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ, thật không khỏi hổ thẹn, còn Tạ Lâm Uyên bên kia thì đang vô cùng xót cho thằng con của mình. Sinh tử đấu thì chỉ có ta sống ngươi chết, Vô Chu muốn lấy mạng Quảng Bình vội vàng cầu xin hắn tha mạng, nhưng Vô Chu chẳng định nương tay, sắp ra chiêu thì Tạ Lâm Uyên đến ngăn cản. Lão già này lại đánh lén Vô Chu,
đánh nhỏ thì ra đến, Tạ gia đều không biết xấu hổ sao, lại muốn phá quy tắc người ngoài không được nhúng tay vào trận đấu lôi đài. Lúc này Tạ Quảng Bình thảm hại mới lê lết bò dậy mách tội, Tạ Lâm Uyên cũng muốn rửa hận cho con mình, định bón hành vô chu. Nhưng con rể của ta chỉ có ta mới được đánh nhé, Tần Tê Lợi đứng ra bảo vệ, hai lão so xem ai sức trâu hơn, Vong Phong nhân cơ hội muốn đánh lén thì bị một chưởng cho bay ra. Lúc này cường giả tiên thiên cảnh của Tạ gia xuất hiện ra chiêu, khiến Tần Tê Lợi bị thương, hóa ra tên kia là kẻ sở hữu kiếm ý đứng sau hai nhà Tạ ý. Bất ngờ hơn hắn còn là người của Quân Thiên giáo. Bên này, Vũ Phong và Yêu Yêu đang đàm đạo trận đấu, Vũ Phong muốn ra ứng cứu thì bị Yêu Yêu ngăn lại, nếu không có lệnh của Quân Kỳ thì không được động thủ. Nàng tin Vô Chu vẫn chưa thể hiện hết thực lực. Trở lại trận đấu, Tần Tê Lợi đang đấu với cao thủ kiếm ý, Khuynh Mâu muốn giúp cha thì bị Vong Phong ngăn cản, Vô Chu thì bị Tạ Lâm Uyên dây dưa kéo chân không cho rời đi. Lão già đầu lại bắt nạt thằng nhỏ, xem ra Vô Chu phải dùng át chủ bài rồi, hắn lấy bát luân hồi niệm chú khiến thiên địa dị tượng, tịch diệt kiếm xuất chiêu cường bạo vô cùng lao thẳng đến đối phương. Biết không chống đỡ nổi, Tạ Lâm Uyên khốn nạn lại lấy con mình ra đỡ, rồi là thương con giữ chưa ông già, nhưng dù vậy đỡ cũng không hết nhé, lão đối diện với nguy cơ đi chầu ông bà. Vô Chu đã cho Tạ Lâm Uyên đi bán muối, tưởng hắn sẽ ăn mừng với cha vợ, nào ngờ lại chạy ra thẳng Khuynh Mâu, tên Quân Thiên giáo thấy bất lợi chuồn đầu tiên, sau đó Vong Phong chạy theo. Hai cha con nhà này đâu dễ tha thứ cho chúng, hợp sức ra chiêu diệt trừ hậu họa, Vong Phong tưởng kiếm tiên sinh có kế sách, thế mà lại dùng y làm khiên chống đỡ để trốn chạy, thật là dễ lừa mà. Bên này, Yêu Yêu và Vũ Phong cũng đã xem đủ, tính tối nay sẽ tìm Vô Chu nói chuyện. Giờ Tần gia ở Lân An thành sẽ không còn kẻ thù nữa, cả nhà họ cũng thu xếp về vì nghe tin đệ đệ Tần Vân Kiệt đến thăm. Vô Chu nhớ lại tiểu tử này xưa mượn danh chỉ điểm tu luyện mà đánh nguyên chủ, nay phải dạy dỗ cho hắn một chút. Vân Kiệt đang vui mừng hỏi thăm tỷ tỷ, mà không biết Vô Chu vừa là tỷ phu vừa là ân nhân của Tần gia, khi biết được Vân Kiệt sốc ngang, sao tỷ tỷ lại gả cho tên phế vắt như Vô Chu chứ. Tần Tệ Lợi nghe vậy muốn đánh y một trận, nào ngờ bị con phản lại đành cười trừ, ông già sắp nhận giải ảnh đế rồi đó. Đợi Tần Tệ Lợi giao phó đệ đệ cho Vô Chu dạy dỗ, hắn nắm lấy cơ hội trả thù, lần này Vân Kiệt có kêu khản cổ cũng không ai cứu được nhóc. Cuối cùng Vô Chu cũng tha cho em vợ, giờ hắn muốn đi lấy tổ trạch của Thạch gia do đã thắng cược với Tạ Quảng Bình. Vô Chu cũng nhắc cậu em giữ bí mật về bất ngờ dành cho Khuynh Mâu, đợi hắn đi nhóc kia mới dám đi mách, nhưng vết thương do bị dạy dỗ khiến nhóc ngã tới tấp. Ban đêm, Thạch Thịch bố trí thuộc hạ mai phục khắp ngõ ngách Thạch gia, lão nghĩ sau khi Vô Chu liên tiếp đấu với hai cha con Tạ gia đã hao tổn rất lớn, nếu hắn đến sẽ bắt sống hiến tế cho Tạ gia. Chưa kịp vui mừng, Vô Chu bay xuống chỉnh hàm cho lão, cây cú lão khai triển thiên la địa vọng, một đám lâu nhâu cũng chỉ đủ anh gãi ngứa thôi à. Sợ vấy bẩn Tạ viện nên Vô Chu chưa vội giết mà ném lão xuống ao, đang lúc hắn xử lý đám thuộc hạ thì mũi tên lao tới tấp, tránh giết người, Vô Chu mang Thạch Thích quay như trong chóng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cuối cùng lão phải năn nỉ cầu xin dâng chìa khóa cho Vô Chu. Thanh Tử xuất hiện nhắc hắn giờ Thạch gia chỉ là thùng rỗng, bảo vật đều bị Thạch Thịch giấu đi rồi, nàng sẽ dẫn hắn đi tìm mật thất đổi lại phải phế lão già đó. Cũng là nghĩa vụ của Thanh Tử, hóa ra Thạch Thịnh khiến nàng ta nhà tan cửa nát, ép nàng phục vụ cho Tạ Quảng Bình. Thật là khốn nạn, Vô Chu ra tay phế đan điền của lão rồi đuổi đi, rồi hắn theo sự chỉ dẫn của Thanh Tử đi tìm mật thất chứa kho báu. Hóa ra gia sản được che giấu đằng sau tủ sách, trời ơi, quy ra thành bạc trắng cũng phải đến mấy vạn lượng bạc. Thanh Tử kể rằng Thạch Thịnh vốn nương nhờ Tạ gia đoạt lại tổ trạch sau đó dùng châu báu lập nghiệp, nay lại bị chính con gái nuôi phản bội. Vô Chu muốn hỏi tại sao nàng lại quyến rũ hắn để giúp trả thù, Thanh Tử mập mờ tiến sắp gần muốn kể rõ sự tình. Thì bỗng Vân Kiệt mở cửa phát hiện cảnh ái muội bên trong, dục Khuynh Mâu đi cùng mau đến bắt gian, mở miệng đã bị Vô Chu dùng kim điểm huyệt. Bên này Thanh Tử ép hắn phải đồng ý một chuyện, nếu không sẽ cho vợ hắn hiểu lầm, đợi Vô Chu đồng ý nàng ta mới rời đi. Vô Chu nhanh chóng tạo hiện trường giả đánh lừa vợ, rồi cho nàng thấy phủ đệ của hai chúng ta, đang lúc tình cảm dâng trào thì Khuynh Mâu ngượng ngùng chạy trốn, đáng yêu quá đi. Thanh Tử lại xuất hiện đằng sau muốn đưa Vô Chu đến một nơi bí mật, lúc đi không để ý Vân Kiệt đã tự giải điểm huyệt định báo chuyện xấu xa của tỷ phu cho Tần Tê Lợi. Nơi Thanh Tử cho hắn đến chính là địa ngục U Minh trong truyền thuyết. Lúc Vô Chu còn nghi ngờ thì Yêu Yêu và Vũ Phong xuất hiện muốn đi cùng, Thanh Tử triển khai ấn ký mở kết giới đưa họ vào U Minh. Nơi đây âm u lạnh lẽo, trước đây Lâm Thanh Tử chỉ dám đứng ngoài, Vũ Phong hào hứng xung phong dẫn đoàn đi qua cầu, dù Yêu Yêu cảnh báo hắn nhưng vẫn không ăn thua với tên báo đời này. Dưới chân cầu có một luồng yêu khí kỳ dị, Thanh Tử nhân cơ hội quyến rũ Vô Chu, nhưng đều bị hắn đáp trả phũ phàng, đúng là tự mình đa tình à. Bỗng nhiên thứ quỷ dị xuất hiện xong bị Vũ Phong đánh lộ nguyên hình đom đóm, nhiều con từ đầu ra tấn công liên tiếp đều bị quạt của y đánh la liệt, chết như dạ, xem ra cũng ngầu đó. Được đà Vũ Phong lại ba hoa khoác lác nói về bản thân, mà không để ý đằng sau y có nguy hiểm, chỉ đến khi Lâm Thanh Tử nói ra, thì Vũ Phong lại nhát như thỏ đế chạy trốn dưới váy Yêu Yêu. Đây là những thi thể của các tông chủ và tuyệt thế cao thủ đời trước bị phong hóa. Tên báo đời Vũ Phong lại ngang nhiên chạm vào tượng đá để kiếm bảo vật. Bảo vật đâu không thấy mà thấy phải bảo vệ rồi đó. Tượng bị phá phong làm xuất hiện năng lượng thượng cổ, ngay cả linh lực Yêu Yêu cũng bị vô hiệu,
thế là cả đội vắt chân lại cổ chạy. Yêu Yêu đằng sau giữ chân, đúng lúc này Lâm Thanh Từ gặp nguy hiểm, may có Vô Chu ra tay cứu, với tình hình này Thanh Từ không thể truyền tống đưa mọi người về được. Vô Chu đành lôi bát luân hồi ra tạo kết giới bảo vệ, xong hắn niệm chú cho nổ hết yêu linh, không ngờ Vô Chu lại có thể thu được nguyên huyết uy lực. Nguyên huyết đạo hàm đại đạo chính là chí bảo trời đất, nếu truy đuổi các đốm lửa xanh sẽ kiếm được nguyên huyết. Vô Chu công bằng đưa đồ tốt đầu tiên cho Lâm Thanh Tử, khiến nàng ta tăng cấp hậu thiên trong nháy mắt. Trước khi săn, Vô Chu chuyển sức mạnh khí huyết cho Vũ Phong và Yêu Yêu, cả đội như vớ được vàng lao vào tìm kiếm. Vô Chu một kiếm đã kiếm được rất nhiều nguyên huyết khiến Vũ Phong tức tối, đến lúc chia anh đây lộ bản chất tham lam. Cả đội còn đang bàn nhau đi chơi, bỗng một cánh cửa mở ra vô tận u hải trong truyền thuyết, bên kia là tông chủ đạo tông 6.000 năm trước. Năm đó lão bị Bất Tử Thiên Lang và Hoàng Kim Thiềm Thừ đánh lén, dùng sức mạnh tàn dư trấn áp hai đại yêu tuyệt thế, thật khiến người khác kính nể phục. Chiếc nhẫn chứa đạo giới của tông chủ bay ra tiến tới đám người, Yêu Yêu và Vũ Phong nhanh tay định cướp lấy, ai ngờ lại vào tay Vô Chu mà không tốn công sức. Vì phong ấn bị phá khiến Bất Tử Thiên Lang bộc phát sức mạnh, Vô Chu lấy bát luân hồi ra để Lâm Thanh Từ nhân cơ hội truyền tống, thiếu chút nữa là toi mạng cả đám rồi. Về tới nhà, Yêu Yêu nhắc Vô Chu rằng phong ấn đã được giải sẽ thu hút cường giả đến đây khiến nàng phải rời đi. Và không quên nhắc nhở hắn nếu sau này rời Lân An phải ưu tiên gia nhập đạo tông trước, còn Vũ Phòng thì phải kiếm rượu giải sầu trước đã. Thanh Từ năn nỉ Vô Chu thu nhận mình, bên này Vân Kiệt theo dõi muốn mách lẻo cho tỷ tỷ, một dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Trong thạch thất, Vô Chu dùng chiếc nhẫn thu được tu luyện, chớp mắt tạo thành một giọt chất lỏng màu vàng. Hắn đành đem vào bát luân hồi cất giữ làm át chủ bài, xong lấy tài bảo của Tạ gia và nguyên huyết ở bí cảnh luyện hóa hết. Nhóc Vân Kiệt dẫn Tần Tê Lợi và Khuynh Mâu đến bắt gian Vô Chu và Thanh Từ, nghe tiếng kêu y đạp cửa xông vào. Nhưng phòng trống không, Vân Kiệt phát hiện ra mật thất định xem Vô Chu làm chuyện bất chính. Vậy mà chứng kiến tỷ phu đột phá hậu thiên đỉnh phong, Vô Chu muốn dạy cho đệ đệ bài học, nếu không bị Vân Kiệt gián đoạn lúc giác ngộ thì hắn đã đạt tiên thiên cảnh. Tội này Tần Tệ Lợi không tha nổi, lôi ông con Tần cho một trận, dù y hết sức thanh minh nỗ lực tìm kiếm Thanh Tử, lần này no đòn nha nhóc. Vô Chu muốn hỏi ý của thê tử về việc chuyển gia riêng, đang lúc tình cảm thì bị hất ra. Vô Chu tức tối lao ra ngoài, lại chứng kiến trăng máu quỷ dị, không ngờ đại yêu Thiên Lang phá xích thoát khốn, hung hăng tấn công nhân giới, khiến Lân An thành ngập trong biển máu. Vũ Phong xuất hiện nói Vô Chu không cần tự trách, sẽ sớm có tinh anh nhân loại đến chấp áp đại yêu làm loạn nhân gian. Thiên Lang đi đến đâu hủy diệt đến đấy, từ trên không thiên thư xuất hiện đứng đầu là Tế Tửu, không nhiều lời ra ấn nhưng bị Thiên Lang phá nát. Tế Tửu ra lệnh cho quân tấn công xung quanh, chả khác gì châu chấu đá xe, tên chó điên điên cuồng ra chiêu làm Tắc Trạch Học Cung rơi vào thế bất lợi. Tình thế nguy nan, Vô Chu tìm ra cách bảo Khuynh Mâu khi hắn ngâm thủy điệu ca đầu thì nàng dùng đạo ý của Trăng Thử đánh bại Huyết Nguyệt. Nhờ vậy Khuynh Mâu vô tình biết được Vô Chu chính là người viết thơ giúp nàng. Tế Tửu e rằng không chống đỡ nổi nữa, may có Khuynh Mâu ngộ đạo tạo mặt trăng xanh, nhân cơ hội lão phong ấn Thiên Lang, đuổi hắn về U Minh vô tận, nhưng Thiên Lang đã kịp phân thân thành 38.000 mảnh bay khắp tứ phương. Tế Tửu không truy đuổi Thiên Lang, mà kêu Lạc Đồ xuống tìm Khuynh Mâu muốn thu nhận nàng làm đệ tử. Nhưng đây là đất tổ địa nhân kiệt người ngoài cấm vào, Tế Tửu phải dùng công trừ yêu đổi lấy đệ tử, Quân Kỳ như vậy lại đồng ý. Thấy vợ Vô Chu liền chạy ra xu nịnh, nàng định nói lời trong lòng thì đệ tử của Tắc Trạch Cung tìm đến mở miệng muốn nàng ly hôn với Vô Chu đi theo chúng. Mấy tên này lại dám động vào vợ anh sao, bị Vô Chu đấm cho lệch hàm, tên kia cay cú định đáp trả thì Tần Tê Lợi xuất hiện, Lạc Đồ lại nói hàm hồ vô sỉ coi thường Vô Chu. Vô Chu tức giận bật chế độ nghiêm túc, hít một hơi đã đạt tiên thiên cảnh, Lạc Đồ lệnh Quý Minh ra khênh chiến, Quý Minh múa võ dương oai tấn công trước. Nhưng Vô Chu dùng liệt binh trảm tu luyện đến tứ trọng đánh cho chúng thảm hại, bên này Vũ Phong và Vân Kiệt hóng chuyện, Vô Chu cho tên kia ngửi chút mùi thơm của đất. Lạc Đồ không để tôn nghiêm của học cung phá vỡ được, y ra lệnh cho Lý Lâm giết chết Vô Chu, Lý Lâm phóng tam kiếm cùng lúc vào đối phương. Vô Chu không động thủ bởi hắn có Quân Kỳ bảo vệ, Lạc Đồ cho rằng Vô Chu gây hấn trước với học cung nên phải báo thù mong Quân Kỳ thành toàn. Anh tài nhân loại không thể chết uổng, Lý Lâm không làm gì được cay cú chế giễu Vô Chu, Vô Chu tức giận đồng ý khiêu chiến thì Quân Kỳ mới đồng ý. Lý Lâm nguyện áp chế thực lực xuống tiên thiên cảnh để đối quyết với đối thủ, dù mọi người có khuyên can Vô Chu vẫn nhất quyết chiến đấu đến cùng. Vô Chu ném kiếm đi và chỉ xuất một chiêu của hắn chính là kiếm ý đã lĩnh ngộ thâm sâu. Kiếm ý uy lực lao xuống khiến Lý Lâm chỉ có thể phòng ngự, nhưng vẫn bị thất bại thê thảm, Vô Chu còn muốn thách đấu với Lạc Đồ. Vũ Phong nhắc nhở Lạc Đồ là thư sĩ trong thiên hạ cửu si không thể khinh thường, mặc kệ y là loại mọt sách gì muốn đưa vợ anh đi thì phải chết. Vô Chu niệm chú hợp kiếm với thân làm một khiến lực công kích tăng đột phá, nhưng nếu cường ép quá, nhẹ thì tổn thương vĩnh viễn, nặng thì chết không còn cho cốt, Vô Chu đúng là nam tử hán. Hắn từng bước nặng nề tiến đến Lạc Đồ, bất ngờ Khuynh Mâu dùng đạo ý khiến Vô Chu đứng im bất động, lần này hãy để ta bảo vệ chàng. Bỏ qua lời van nài của Vô Chu, Khuynh Mâu kiên quyết chấp nhận đi theo Lạc Đồ để Vô Chu không phải đổ máu, thật là cảm động. Nàng từ biệt thân quyến lên đường rồi biến mất trong hư không, trước khi rời đi, Lạc Đồ chế giễu Vô Chu như tên phế vật.
Hứa Vô Chu thề độc nhất định khiến Lạc Đồ phải trả giá, nếu không hắn sẽ bị trời tru đất diệt. Vô Chu tìm đến Vũ Phong tra rõ thân thế của kẻ thù. Hóa ra Lạc Đồ là thư sĩ đứng trên cả bách tú bảng trong thiên hạ. Vũ Phong khuyên hắn đừng nên nôn nóng, phải từ từ tu luyện. Tần Tê Lợi hỏi dự định của hắn, Vô Chu sẽ rời Lân An Thành để tu luyện cứu thê tử. Quân Kỳ muốn cho Tần Tê Lợi làm chủ Vân Châu, vì các con, Tần Tê Lợi chấp nhận lời đề nghị. Trước khi đi, Vô Chu đã chôm tượng đồng của bố vợ. Lâm Thanh Tử si tình đứng từ xa nhìn Vô Chu bước vào hành trình tìm thê tử. Vô Chu đi lang thang trong rừng, nếu có phương tiện thì hắn không phải khổ sở như này. Bất ngờ kiếm tiên sinh của Tạ gia nhảy xuống, hóa ra lão là Triệu Kiếm, đệ tử của Quân Thiên giáo. Lão mở miệng muốn bắt Vô Chu về để chuộc lỗi. Lão huýt sao đã gọi ngay sư hổ Hà thực lực hậu thiên đến. Nghe con bề bề này đi được vạn dặm khiến Vô Chu mở cờ trong lòng, hắn vậy mà lại nghĩ kế giả vờ khuất phục để đi quá giang miễn phí, đề phòng lão cho Vô Chu uống đan dược phong tỏa kinh mạch. Nửa ngày sau mới đến được Tuyên Thành, Triệu Kiếm dừng lại nghỉ ngơi mới phát hiện Vô Chu giả vờ, hắn cho lão một kiếm đi chầu ông bà, còn sư hổ Hà lo lắng không biết gặp xui xẻo gì đây. Thế mà Vô Chu lại đem nó bán ra ngoài chợ, nhưng ế ẩm quá, chỉ có một tên mập giàu có hứng thú muốn ép giá, còn thách thức Vô Chu nếu kiếm được người khác mua sẽ gọi hắn một tiếng đại ca. Hừ chờ đấy, không ngờ Vô Chu đem sư hổ Hà làm thành thịt xiên khiến mọi người tranh nhau mua. Thành chủ Tuyên Thành cay cú, lấy lý do tham gia hội văn của Sùng Niên tiên sinh để bùng kèo. Nghe đến học cung, Vô Chu vội vàng chạy theo Tuyên Vĩ, nịnh nọt mong y đưa hắn tiến cử Sùng Niên, anh đây đành phải nói xấu để ép Tuyên Vĩ đồng ý. Đến hội văn, thấy lão đang sửa bài cho đồ đệ, Tuyên Vĩ sợ Vô Chu bất cần vội vàng lên bái kiến trước, sợ cái gì cái ấy đến. Vô Chu hung hăng đạp lên bàn mở miệng đã chế giễu học cung, vậy mà lại dám đối thơ với Sùng Niên, kiếp trước hắn đọc nhiều thơ cổ nay có dịp dùng đến. Tuyên Vĩ thấy không ổn chuồn đi thì bị cản lại, Sùng Niên bảo y hãy ra đề mục thi đấu, y liền lấy luôn rượu làm đề bài. Vô Chu trong chớp mắt xuất khẩu thành thơ, thật sự quá hay. Sùng Niên hoảng hốt không đáp trả kịp, lấy lý do vô cho với Tuyên Vĩ thông đồng để thi đấu lại. Nếu lần này Vô Chu thắng, lão sẽ phục sát đất, game quá dễ với anh. Bài thơ lần này đẳng cấp hơn trước, dù có làm khó dễ thế nào, Vô Chu đều dễ dàng vượt qua, khiến Sùng Niên tức tối phun nước. Không ngờ học giả uyên thâm như lão lại thua dưới tay một người trẻ. Vô Chu giảng đạo rằng trên giang hồ không có vai vế ai giỏi hơn thì xếp trước. Chỉ nhờ một câu nói khiến Sùng Niên chạm đến đạo ý ngộ đạo thành công, lão cảm tạ hắn đã chỉ điểm. Bên này Yêu Yêu và Mạc Tông chủ bất ngờ trước bản lĩnh của hắn. Yêu Yêu cũng tiết lộ Vô Chu đang nắm trong tay nhẫn của Đạo Tông, Mạc Tông chủ muốn tự mình đi kiểm chứng. Vô Chu và Tuyên Vĩ đang bàn cách gia nhập Đạo Tông, nếu trở thành truyền nhân của Đạo Tông giúp Vô Chu thắng được Lạc Đồ. Hắn lừa Tuyên Vĩ một vạn lượng ngân phiếu coi như phí giới thiệu, dứt lời Mạc đạo tiên khí thế xuất hiện xem ai nói năng hàm hồ, thị uy, tưởng sẽ diễn ra một trận quyết đấu. Vô Chu thế lại đem ngân phiếu lấy được quyên góp cho Đạo Tông, lão thấy tiền sáng mắt đồng ý cho họ gia nhập, nhưng phải tham gia đại điển thu nhận môn đệ của Quân Thiên giáo. Đám người ồn ào muốn gia nhập Quân Thiên giáo để cướp bóc, Vô Chu và Tuyên Vĩ cũng đã đến đây. Khảo hạch lần này với quy tắc leo bộ lên sơn môn giáo trong 2 giờ sẽ được coi là đệ tử, Vô Chu nghi ngờ con đường này tuyệt đối không dễ đi, nhất định có bí hiểm. Lão tóc trắng ra lệnh bắt đầu, đám người ùa vào như vỡ tổ, nơi đây sương mù dày đặc, trong huyễn cảnh Vô Chu gặp được Huynh Mâu, hắn hứa sẽ phải cứu được nàng, đám còn lại đều bị ảo giác mê hoặc làm mấy trò con bò, Vô Chu phải đánh Tuyên Vĩ cho y tỉnh ngộ. Để thoát khỏi nơi quỷ quái này, Vô Chu tính kế dựa vào lòng tham của đám lao nhau này để lừa hết bạc của chúng. Hắn để cho Tuyên Vĩ ném bạc giải vừa xóa tan sương mù. Đám người này lại tin sai cổ thi nhau ném, lượng bạc này vừa hay trả cho bách tính bị cướp ở Tuyên Thành. Vô Chu ở trên điều hành, tên nào quyên góp nhiều thì chỉ đường, ít thì cho về nhà. Trên đỉnh núi, mà đạo tiên đang rất khó ở cả khịa Quân Thiên giáo, đám người mà Vô Chu giúp đỡ đã lên tới nơi, thật sự quá đông. Giáo chủ của Quân Thiên giáo vẫn chưa hiểu tại sao có nhiều người qua vậy, e rằng huyễn trận đã mất hiệu lực. Mà đạo tiên cao hứng chế giễu lão ma đầu, nhưng giáo chủ không dễ dàng chịu thua, muốn đem đệ tử nòng cốt ra để loại bỏ đám lao nhau. Tuyên Vĩ còn mải chia chác số bạc, Vô Chu ngăn cản phải đem quyên góp để vào được đạo tông, nhiều bạc như vậy sẽ giúp chúng ta trở thành đệ tử nòng cốt của đạo tông. Giáo chủ đứng ra tuyên bố thi thêm một trận, ai qua được 3 chiêu của đệ tử của lão thì trực tiếp lên đệ tử nội bộ, ngược lại sẽ bị loại, đây chẳng khác nào tìm cớ loại bỏ. Không để chúng phản đối, giáo chủ ra lệnh cho Hà tọa địa nghênh chiến, tên này đã đạt đến tiên thiên tam trọng, chưa gì đã cho một người đi chầu ông bà, muốn giết gà dọa khỉ sao? Vô Chu bình tĩnh xem Mạc Tông chủ phản ứng gì, lão phóng điện sai Vô Chu diệt trừ tọa địa nếu muốn trở thành đồ đệ của đạo tông. Vô Chu đành phải vận động chân tay một chút, tọa địa ra chiêu trước không những bị Vô Chu né được mà còn bị phản công lại, chiêu thứ hai Vô Chu cho đối phương xoay như trong chóng. Tọa địa tức giận triển khai chiến kỹ công kích thì bị một trưởng của Vô Chu hất bay ra xa đầy thảm hại, mà đạo tiên bắt đầu coi trọng hắn. Vô Chu trực tiếp phế đi đệ tử nòng cốt của Quân Thiên giáo, nhưng giáo chủ cho đây là thiên tài hiếm có. Mạc Tông chủ thấy vậy cả khịa, giáo chủ sai Trường Sách ban thưởng một viên Dựng Linh đan quý báu cho Vô Chu, hắn thấy quả thì háo hức định nhận lấy thì bị Mạc đạo tiên ngăn cản. Vô Chu tức giận muốn mặc kệ lão cho đến khi lão đồng ý cho hắn làm truyền nhân đạo tông,
Vô Chu đành khước từ, phải đánh thêm vài tên đệ tử nòng cốt mới xứng đáng nhận thưởng. Giáo chủ vui vẻ thành toàn cho hắn, lần này là ba người một lúc hợp sức liên thủ ra chiêu với Vô Chu, tuy nhiên đều bị hắn tẩn cho một trận thảm hại, giáo chủ vẫn điềm tĩnh xem trọng hắn. Vô Chu tiếp tục thách thức Quân Thiên Giáo, đột nhiên Triệu Thiên Lâm ca ca của Triệu Kiếm tìm đến báo thủ Vô Chu. Hai bên quyết định ra đấu, giáo chủ muốn giữ mạng Vô Chu để bồi dưỡng. Hắn chế giễu thiên tài đệ nhất thiên giáo thật kém cỏi, Thiên Lâm tức giận ra át chủ bài. Vô Chu cũng dùng Tịch Diệt kiếm phản công, cuối cùng Triệt Thiên Lâm đã có một chuyến đi gặp đệ đệ ở suối vàng rồi. Giáo chủ vui mừng vì sắp có trong tay thiên tài bá đạo trực tiếp muốn hắn làm đệ tử nòng cốt của Quan Thiên Giáo. Chưa kịp ăn mừng thì giáo chủ bị Vô Chu dội cho gáo nước lạnh, tên tiểu tử này thật ra là đến đấy kiếm chuyện. Lần này Quân Thiên Giáo bẽ mặt rồi, giáo chủ vô cùng tức giận muốn ăn tươi nuốt sống Vô Chu, mặc kệ hắn có người bảo kê bên cạnh thì bổn tọa cũng sẽ cho ngươi biết lễ độ. Lão triển khai trận địa khiên thiên đại dị tượng, từ pháp đồ huyết xà xuất hiện lao đến muốn nuốt trọn Vô Chu. Ngay lúc nguy hiểm, Hạc Thần từ đầu bay đến đè đầu xà tinh, Mạc đạo tiên đứng ra làm chủ một trưởng hóa kiếp huyết xà. Hóa ra Mạc tổng chủ muốn qua khảo hạch của Quân Thiên Giáo để kiểm tra thực lực của Vô Chu, giáo chủ bị chơi khăm định phản bác lại, nhưng sao có thể đấu lại đạo tông. Tên đệ tử Quân Thiên Giáo ăn nói hàm hồ bị lão Mạc cho bay màu, khiến lão ma đầu e sợ ép phải chịu nhẫn nhục, không ngờ lão già lại mạnh như thế, Vô Chu nhất định phải ôm đùi đến cùng. Mạc đạo tiên chấp nhận hắn làm đồ đệ, mở kết giới đi đến đạo tông, nhưng lại bỏ quên Tuyên Vĩ, bởi vì y có liên quan Vô Chu nên bị Quân Thiên Giáo cho thành bao xả giận. Dù tức giận, nhưng lão ma đầu không thể đắc tội với thủ lĩnh đạo môn thiên hạ như đạo tông, đến Tắc Trạch học cung cũng kính sợ Mạc đạo tiên. Còn hứa Vô Chu lão nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh báo thù. Đạo tông có 6 đỉnh, đạo trường ở trên thánh phong uy nghiêm, từ nay Vô Chu trở thành đệ tử thánh phong. Lúc này lão mới nhớ phải đi cứu Tuyên Vĩ nên đành để hắn ở lại đây, chưa gì Vô Chu đã giao oai với đồng môn, chớp mắt Mạc đạo tiên đã về. Phân Tuyên Vĩ làm đệ tử nội môn, nhưng y nhất quyết muốn làm đệ tử nòng cốt, thấy vậy Vô Chu ôm bụng cười chế giễu, nào ngờ lại bị bắt đi làm tạp dịch. Vô Chu làm tạp dịch lương chỉ có 2 khối linh thạch, hắn buồn rầu lo lắng không tu luyện được. Hai huynh đệ họ Từ bước vào nghi ngờ sao đệ tử hạch tâm lại ở đây làm giúp việc, sợ mất mặt Vô Chu kiếm cớ đi khảo sát tình hình. Mạc đạo tiên xuất hiện bóc trần bộ mặt Ngụy quân tử của hắn, Vô Chu cử động chào hỏi lão, ngụy biện thành hắn sợ bất công cho đệ tử khác, nên từ bỏ vị trí hạch tâm muốn đi lên từ tạp dịch. Hai tên ngốc kia lại tin sái cổ nghĩ Vô Chu đức độ hơn người. Sau khi hai tên kia rời đi, hắn nài nỉ lão đừng để hắn ở nơi tồi tàn này, như vậy sao có thể cứu được vợ. Lão muốn Vô Chu giao món đồ quan trọng nhất cho người. Vô Chu sợ hãi tưởng lão ham mê nam sắc, mà đạo tiên tức giận đòi trao đổi chiếc nhẫn đạo tông rồi để hắn làm đệ tử hạch tâm. Vô Chu sợ lão biết đã nuốt chiếc nhẫn sẽ xé xác hắn. Vô Chu thấy tạp dịch còn có thể thu thập sắt vụn để tu luyện, hắn khước từ mọi điều kiện của lão, khiến lão bất lực. Vô Chu phải đi lên bằng thực lực trở thành truyền nhân của đạo tông. Vậy là hắn bước chân vào con đường gom sắt vụn. Trên khán đài âm dương, các cuộc tỉ thí giữa các đệ tử diễn ra. Vô Chu tranh thủ lượng nhặt kiếm, khi vừa hí hửng quay về thì bị Thôi Nhất Minh phá đám làm bay chiếc xe của hắn. Nhất Minh đã đánh bại 3 đệ tử tiên thiên ngũ trọng, xem thường thánh phong sẽ đứng hạng chót trong cuộc chiến tranh tranh đoạt tài nguyên cửu phong. Y đến đây chính là đem chiến thư của võ vô địch thách đấu Trần Trường Hà. Nhất Minh dương oai xong định đi về, Vô Chu kịp thời chặn lại, lấy thân phận tạp dịp để bắt y xin lỗi. Nhất Minh tức giận động thủ trước, y mới phát hiện tên tạp dịch này là tiên thiên tứ trọng. Vô Chu lấy vũ khí dạy cho Nhất Minh một bài học. Vô Chu ra chiêu trước, kiếm của hắn chưa gì đã bị gãy vụn, còn thạch kiếm của Nhất Minh sứt mẻ. Hắn chợt nảy ra một ý lấy cho vũ khí thánh phong ra đấu để biến thành sắt vụn giúp hắn tu luyện. Hai bên cứ đánh đi đánh lại, chỉ đến khi còn một thanh cuối cùng Vô Chu mới bật chế độ nghiêm túc, dùng kiếm ý làm trọng thương Nhất Minh. Tạp dịch gì mà lợi hại quá. Nhất Minh nhận thua liền rời đi, nhưng Vô Chu cản lại bắt hắn nhặt hết binh khí phế. Các đệ tử khác thấy vậy ngưỡng mộ Vô Chu, hắn có thể thu hút thêm đàn em đi tìm vợ. Vô Chu được đà bịa thêm câu chuyện để lấy lòng tin của đám đệ tử, thật khó tin mà hai huynh đệ họ Dương xuất hiện thêm mắm dặm muối biến hắn thành thánh nhân đức độ không màng danh vọng. Đám người càng thêm ủng hộ hắn muốn Vô Chu trở thành truyền nhân của đạo tông. Nhất Minh thu gom xong đêm đến, Vô Chu định đòi tiền bồi thương nhưng phải diễn sâu. Nghĩ cách ứng phó, hắn đem phong chiến thư xé rách tuyên bố võ vô địch phải đến đây thách đấu. Nhất Minh đành đem tin đi về. Xong việc, Vô Chu cáo từ gom binh khí phế về kho. Các đệ tử càng thêm kính nể đem chuyện tốt của hắn lan truyền. Mà đạo tiên tức giận trước hành động của Vô Chu ra lệnh bắt hắn đến khí phòng làm việc vặt mặc kệ mọi người ủng hộ hắn. Nếu Vô Chu không xử lý phế liệu xong thì sẽ không được bước chân vào thánh phong. Trong kho, Vô Chu đang tu luyện sắt vụn vừa thu được. Cả một đêm, Vô Chu đột phá đến tiên thiên ngũ trọng, mà đạo tiên chắc cũng không ngờ Vô Chu làm tạp dịch thoải mái đến vậy. Hắn còn lâu mới ham làm đệ tử hạch tâm, hai huynh đệ họ Từ đem tin Vô Chu bị điều chuyển sang khí phong nặng nhọc. Vô Chu vui mừng vì khí phong là nơi tập hợp vũ khí của đạo tông, nhưng hắn phải giả vờ để hai tên này không đi theo tránh việc hắn tu luyện. Vô Chu đến tiên nữ phong, chứng kiến cảnh các nữ đệ tử giáo huấn mấy tên xem trộm võ công, trên đường hắn tò mò cũng chui vào bụi xem cùng đệ tử khác. Ở đây Nhược Thủy đang luyện võ cùng các hảo tỷ muội vô cùng xinh đẹp,
ông trời giáng xét vào vị trí của Vô Chu, giờ có trăm cái miệng Vô Chu cũng không thể thanh minh tội xem trộm. Vô Chu bị đám nữ nhân truy đuổi muốn chặt đứt tứ chi của hắn, suýt thì các mông yêu quý cũng không còn. Vô Chu vội vàng giải thích nhưng không một ai nghe hắn. Đợi hắn nhảy xuống thì bốn người hợp lực ra chiêu cùng lúc, lúc này Vô Chu không thể nhường nhịn nổi, hắn một chiêu cho đám người hất ra xa. Vô Chu không thèm học trộm võ công của mấy người, đành này họ quá đáng chưa gì đã muốn động thủ. Nhược Thủy chân thành nhận lỗi, nếu học trộm võ công sẽ bị trời phạt nhưng hắn vẫn không sao, anh đây vô tội nhé. Nào ngờ Tống Dư đỡ xét cho hắn. Các nữ đệ tử đem đan dược để chuộc lỗi đều bị Vô Chu khước từ bởi không có tác dụng với hắn rồi rời đi. Nào ngờ Vô Chu vô tình gieo tương tư cho Nhược Thủy sư muội. Đến Khí Phong, quả nhiên nơi đây vũ khí phế chất nhiều như núi, thời của anh sắp đến rồi. Hai tên lực lưỡng giở trò ma cũ bắt nạt ma mới giao việc cho Vô Chu, tưởng Vô Chu sẽ bật lại, ai dè lại còn tranh hết việc của đám người ở đây. Vô Chu đuổi khéo chúng về nghỉ ngơi thì Nhất Minh xuất hiện làm gián đoạn. Thôi Nhất Minh mở miệng đòi rèn gấp 5.000 thanh tinh cương thiết kiếm trong hôm nay, trong khi đó Khí Phong làm hết sức cũng chỉ có thể rèn tối đa hơn 1.000 thanh. Xem ra ngày thường Khí Phong bị bắt nạt không ít, Vô Chu đành phải ra tay dạy dỗ. Hắn bảo Nhất Minh có gan thì lặp lại những lời vừa rồi, tưởng một cuộc chiến xảy ra. Nhất Minh ra sức nịnh nọt một tên tạp dịch như hắn. Vô Chu lập ra quy củ cho Khí Phong, nếu muốn rèn kiếm thì phải hẹn trước. Nhất Minh khẩu phục nhưng tâm không phục. Cơ hội đến, Mã sư huynh đến xem tình hình mở miếng chửi bới Khí Phong xong còn giao ai thị uy khiến hai tên lực lưỡng bị hất ra xa, đúng là ỷ mạnh hiếp yếu. Xem ra Vô cho phải lập quy củ cho võ phong rồi, tiểu tử như vậy lại dám cắt vũ khí đồng thời xếp thứ tự võ phong xếp sau cùng. Nếu không phục thì cứ tìm Vô Chu tỉ thí cùng cấp, hai bên đều là tiên thiên ngũ trọng, nhưng với một chiêu của Vô Chu khiến tên họ Mã suýt bay màu, võ phong phải chuồn lẹ. Vô Chu vẫn tiếp tục làm việc, đuổi khéo chúng đi, hai tên này cảm phục nhất quyết truyền chuyện này cho tất cả đạo tông nghe, một mũi tên trúng hai đích rồi. Vô Chu lôi bát luân hồi cho Long Thần chiếm đoạt vũ khí. Một tháng sau, Vô Chu đã ngưng tụ được 6.000 giọt năng lượng, đủ đen so thăng cấp đến tiên thiên cảnh giới. Những vẫn nên ẩn giấu thực lực, Vô Chu nhảy múa thì Tuyên Vĩ đến khoe khoang y là hạch tâm đệ tử, lúc sau các sư tỷ muội đến tranh giành bồi dưỡng Vô Chu. Bọn võ phong đã đến khiêu chiến, lần này là một tên tiên thiên ngũ trọng bị một trưởng của Vô Chu đánh bại. Thật quá lợi hại, rốt cuộc tên tiểu tử này đã đến tiên thiên cấp mấy vậy? Thấy vậy hảo cảm của Nhược Thủy về hắn càng tăng lên. Võ phong không tìm đến khiêu chiến để chuẩn bị tranh đấu lục phong, Vô Chu có thời gian nghiên cứu công pháp cơ bản, không ngờ sự tích diệu kỳ của hắn lại được đồn xa đến vậy. Vô Chu mang chồng sách đến lão quản thư, đây chẳng phải chân nhân bất lộ tướng sao? Những công pháp này Vô Chu có thể lĩnh ngộ trong chớp mắt, theo thường lệ lão chắc chắn không tin, nhưng chỉ cần hắn dùng luân hồi oản lĩnh hội võ kỹ thì lão sẽ bị thiên phú của Vô Chu khuất phục tại chỗ, rồi truyền thụ võ kỹ vô thượng cho anh đây, không ngờ lão lại cho hắn đi dễ dàng vậy, hắn bực mình cóc thèm định rời đi. Thì lão gọi lại phải đồng ý yêu cầu rằng nếu muốn học võ kỹ tứ phẩm đỉnh cao thì Vô Chu không được đem nhẫn đạo tông giao cho Mạc đạo tiên. Vô Chu suýt lỡ mồm chuyện hắn nuốt chiếc nhẫn, ây ra hắn lại phải nói dối nhẫn đã đưa cho Khuynh Mâu đang ở Tắc Trạch học cung thì mới thoát nạn. Lão đầu tiên dạy Vô Chu chiêu thiên ấn, một ấn có thể gấp đôi sức mạnh, nhận lấy bảo vật Vô Chu nghiêm túc tu luyện thành công nhập môn trong chớp mắt. Một chiêu đã công phá tượng Hạc Thánh Phong, lão rất sốc rồi đá hắn về để giữ mặt mũi. Bên này, Mạc tông chủ từ đâu xuất hiện, mở miệng muốn lập lại cơ nghiệp đạo tông. Còn đại trưởng lão thì lo lắng cho tương lai của giáo phái. Cuộc tỉ thí giữa 6 đỉnh khai mạc, Thánh Phong bị lép vế trước các đỉnh khác, đến Trần Trường Hà cũng bại trận khiến người khác không khỏi cười chê. Lão Mạc tức giận muốn đấu thêm một trận, nếu không sẽ thoái thác vị trí tông chủ, các tông chủ khác đành đồng ý. Lão sai người gọi Vô Chu của tạp dịch Khí Phong qua tranh đấu, các trưởng lão khác nghe vậy vô cùng coi thường, Mạc đạo tiên đưa ra một phần tài nguyên để cá cược trận này. Vô Chu vừa đi vừa ngáp ngủ, Mạc tông chủ đích thân dặn hắn phải cứu vớt danh dự của Thánh Phong, đổi lại thành công sẽ đưa Vô Chu đến học cung tìm vợ, xem ra hắn có động lực hơn hẳn. Vừa lên sàn đấu, Thôi Kinh Nhân của võ phong tiên thiên bát trọng đã khiêu chiến Vô Chu, truy cước của Kinh Nhân lao vào tấn công. Bị Vô Chu dùng một tay đã dễ dàng chặn lại, rồi hắn dùng một chiêu làm đối phương thua sấp mặt, tông chủ võ phong không tin đệ tử của mình lại bại nhanh đến vậy. Vô Chu còn cả gan khiêu chiến từng tuấn tài của Nam Đỉnh, tiên thiên cảnh đều thể đánh, mọi người nghe xong sốc toàn tập, lần này Cơ Phong Tiên Thiên cửu trọng của Linh Phong đã sở hữu quyền ý xuất hiện coi thường muốn chấp Vô Chu 10 chiêu, vậy thì anh đây chấp ngươi một chân một tay nhé. Cơ Phong tức giận phóng quyền trưởng vào Vô Chu đỡ đòn tấn công rồi tốc biến, khiến Cơ Phong không kịp trở tay đã bị bay ra ngoài. Mà đạo tiên cười như được mùa, quá nhàm chán, Vô Chu muốn đổi phương thức muốn khiêu chiến một vị truyền nhân bất kỳ của Nam Đỉnh, chỉ cần hắn đánh thắng trận này thì truyền nhân đạo tông sẽ nằm trong tay sao? Chủ nhân tiên nữ Phong nhắc Vô Chu quy củ khiêu chiến của đạo tông. Nếu muốn khiêu chiến truyền nhân Nam Đỉnh sau khi thí luyện thành công cũng trở thành truyền nhân, thì nhất định đánh 5 người cùng một lúc, mà đạo tiên không ngờ Vô Chu lại úp nổi cho lão. Lần lượt, La Kỳ đại diện cho tiên nữ Phong, Hoàng Đào của Dược Phong, Ứng Hiểm đại diện Linh Phong và Châu Nhạc của Khí Phong. Đây đều là các cao thủ truyền nhân của Nam Đỉnh. Vô chủ tăng độ khó cho game chấp nhận một chọi năm. Lý do Vô Chu làm vậy là chấn chỉnh danh tiếng Thánh Phong,
Các đệ tử nghe xong một lòng ủng hộ hắn, một mũi tên trúng hai đích. Hoàng Đào tấn công trước, một vài chiêu đã coi thường đối thủ, Vô Chu cho y nếm chút sức mạnh. Lần này, cả năm người xông lên đánh một, Vô Chu dùng trận đấu để mài giũa chiến tích của hắn. Liệt Thiên Chảm càng đánh càng mạnh. Hoàng Đào bảo Vô Chu nên nhanh chóng nhận thua, đúng là chuyện cười, Vô Chu bộc lộ sức mạnh tiên thiên thập trọng. Hai bên cứ đánh qua đánh lại, các truyền nhân vẫn chưa thi triển đạo ý, nên Vô Chu phải tranh thủ lợi dụng bọn họ để đột phá Liệt Thiên Chảm. Năm người đã nhận ra kế hoãn binh của hắn, giờ bắt đầu sử dụng chiến kỹ cùng tấn công, e rằng đã muộn, Vô Chu đã đột phá thành công khiến truyền nhân năm đỉnh bị hất bay ra xa. Chủ nhân các đỉnh không tin nổi sự thật. Xem ra năm người họ đã đặt su ong kiêu ngạo mà dùng đến đạo ý. Đạo tông chủ thấy ván cược đã thắng đòi phần tài nguyên trước đó, Vô Chu đại diện cho Thánh Phong lấy một phần tài nguyên của mỗi đỉnh. Các vị chủ nhân khác rất vừa ý với tên tiểu tử này, nên cân nhắc cho hắn làm truyền nhân đạo tông, xem ra ý định của hắn sắp thành công. Không ngờ Mạc tông chủ muốn cho hắn làm truyền nhân Thánh Phong, Vô Chu đối phó bằng cách đề bạt Trần Trường Hà thay thế hắn, lại khiến nhân khí tăng lên chóng mặt, Trần Trường Hà nhất quyết nhường vị trí cho Vô Chu. Mà đạo tiên vẫn giữ Vô Chu làm tạp dịch, tên tiểu tử lại muốn chống đối lão ư? Sau đó, Mạc tông chủ chỉ đạo Vô Chu là quán quân thì phải dẫn đội xuống núi đến Tắc Thành, hắn nghe sắp được gặp vợ vội vàng đồng ý. Thủ lĩnh đạo môn xuống núi lại đi xe ngựa rách nát, Tuyên Vĩ trong xe đang phong bạt cho La Kỳ và Nhược Thủy nghe. Mà đạo tiên dặn dò các đệ tử phải cẩn thận, không quên nhắc nhở Vô Chu giữ lời hứa phải lấy được nhẫn đạo tông trong tay vợ hắn. Đến ngoài cửa Tắc Thành, hai tên đệ tử học cung thấy đạo tông nghèo rớt cố ý gây khó dễ. Cố Thanh ép đạo tông không được đi cổng chính mà phải sang cửa phụ, khác nào sỉ nhục bọn họ. Vô Chu xin phép Mạc đạo tiên dạy dỗ chúng quy củ lễ giáo. Vừa ra khỏi xe, Vô Chu đã nắn chỉnh hàm cho Cố Thanh, hắn giáo huấn cho hai tên canh cổng dám lấy việc công báo thủ riêng, may có Tế Tửu kịp thời ra ngăn cản. Tế Tửu mời Mạc đạo tiên vào thành, nhưng Vô Chu nói lão không biết phép tắc, đường đường là thủ lĩnh đạo môn lại không ra nghênh đón. Vô Chu sai Tuyên Vĩ đem chuyện học cung coi thường đạo tông viết thành sách lan truyền thiên hạ. Tế Tửu mới sai người ở ti lễ tiếp đón, bên này Vô Chu và Tuyên Vĩ bàn kế sách phải khiến cho học cung bẽ mặt. Buổi tối, Tế Tửu đem người đến, vẫn bị Vô Chu chê trách hết lời, để anh đây cho các người học lại lễ nghĩa. Hắn búng tay khiến pháo hoa nổ dập trời, theo đó đoàn kiệu rước hoành tráng ra đón, thật quá phô trương mà. Các mỹ nữ tung hoa khiến khung cảnh vô cùng náo nhiệt, sự phô trương của đạo tông lớn như vậy sao có thể đang sa sút chứ, Cố Thanh cay như ớt bị gậy ông đạp lưng ông. Tuyên Vĩ được một phen khoe của, mà đạo tiên vô cùng đắc ý nhưng ngoài miệng bảo đệ tử phải khiêm nhường, Tế Tửu bị Mạc tông chủ kháy đều khó nuốt trôi cục tức, hai lão bàn chuyện nên đi trước. Tuyên Vĩ cảm ơn rối rít Vô Chu vì giúp y thể hiện trước mặt đạo tông, mọi người xung quanh cũng bái phục hắn. Tuyên Vĩ tranh thủ mời mọi người lên xe ngựa đầu tiên, sau đó mới lén lút rủ Vô Chu đến xe cuối cùng bởi muốn cho Vô Chu một ưu đãi lớn. Không ngờ là một hàng mỹ nữ xinh đẹp tuyển chọn chuẩn bị phục vụ, Vô Chu đành miễn cưỡng hưởng thụ một chút vậy. Đột nhiên, các đệ tử khác tìm đến sắp kéo cửa ra, sợ bị lộ Vô Chu ném hai mỹ nhân ra trước rồi giáo huấn Tuyên Vĩ một trận. Dưa thối đều bị đổ lên đầu Tuyên Vĩ, may Vô Chu kịp thời ứng phó nếu không thanh danh vất vả gom góp đã bị hủy trong chớp mắt. Xe ngựa đã đến trạm rừng, Cảnh Dũng phụ trách đạo tông ở đây ra tiếp đoán, danh tiếng của Vô Chu đã lan rộng như vậy. Bọn họ đang định vào nghỉ ngơi, lại bị làm phiền bởi bọn báo đời muốn thách đấu với đạo tông, ngại dùng luôn á. Bọn chúng coi thường đạo tông là lũ nhát gan, chúng đều đến từ một vài tiểu bang phái đẳng cấp thấp, muốn kiếm một chút hư danh chiến thắng thiên kiêu đạo tông. Võ Vô Địch định giết gà dạo khỉ để chúng thôi làm càn, Cảnh Dũng vội vàng ngăn cản, đạo tông ta là thủ lĩnh đạo môn thiên hạ, nếu đánh tàn phế võ giả đến tỉ thí sẽ làm ảnh hưởng đến uy danh. Cảnh Dũng ra lệnh cho Cơ Phong giải quyết đám lông côm này. Lão già mặt ê tiện này tên An Bồi Căn trực tiếp ra khiêu chiến, hai bên xông vào nhau tấn công, không ngờ lão mất nét dùng phí tiêu độc làm bị thương Cơ Phong. Lão dương oai như vẻ vang lắm, Võ Vô Định tức giận tính dạy dỗ lại lão già thối, bị Cảnh Dũng ngăn lại nếu chúng ta đánh lại vừa hay rơi vào bẫy. Vô Chu đành phải ra tay chấn chỉnh lại đám coi thường đạo tông này, bọn chúng thấy Vô Chu chỉ là một tên tạp dịch liền chế giễu, Vô Chu đấm lệch hàm tên tiểu nhân này, đúng đáng đời mà. Thấy vậy bọn chúng lại chỉ trích đạo tông ức hiếp người, nhưng bị Vô Chu giao huấn ngược lại đám ngụy quân tử, Viên Đại Bảo lấy mác đòi công đạo để lên khiêu chiến Vô Chu. Tên này cũng chỉ là một phế vật bình thường ham mê tử sắc, kiếm của Đại Bảo bị Vô Chu dùng tay chặn lại, Vô Chu đạp cho y sấp mặt cho thôi cái tính hống hách. Viên Đại Bảo lồng cồm bò dậy bị Vô Chu dẫm vào tay đao điếng, Tiền Truyền Sơn đệ tử của Quân Thiên giáo thấy đạo tông không còn nhẫn nhịn muốn nước đục thả câu, phế đi danh tiếng của đạo tông, không đợi y nói Vô Chu đã lao vào động thủ, hai bên tay không đối kháng. Tuyền Sơn sử dụng trận pháp, nhưng cũng bị ấn pháp của Vô Chu đánh bại dễ dàng còn phế đi khí hải của y. Vô Chu tuyên bố đạo tông sẽ quyết liệt đối với những tên cố ý khiêu khích. Tuyền Sơn đóng vai nạn nhân kêu gọi tẩy chay đạo tông, Vô Chu chỉ ra những thủ đoạn hèn hạ của bọn chúng mà còn dám lớn tiếng tại đây, đạo tông trước đây quá nhân nhượng với bọn khốn này mà. Mọi sự việc ngày hôm nay để Vô Chu gánh chịu hết, không liên quan đến đạo tông, vậy hắn có cớ để dạy dỗ đám lông côm, Vô Chu đánh cho bọn chúng thảm hại, đến cún cũng không tha.
Mọi người đều cảm phục Vô Chu cam tâm chịu tiếng xấu, nhưng nào biết hắn đâu cần danh tiếng mà một lòng đánh thắng lạc đồ cứu được thê tử. Nhược Thủy bàn kế sách với mọi người để Vô Chu không gánh chịu một mình. Mới sáng sớm, khi các hàng quán đang bán hàng thì Cơ Phong nhân cơ hội trộm đồ của họ, muốn trở thành tứ đại ác nhân của đạo tông, không ngờ kế sách lại là học làm người xấu. Đến Nhược Thủy cũng tham gia, Võ Vô Địch khùng điên dọa nạt người qua đường, hóa ra lý do gọi Vô Chu sớm như vậy là để chứng kiến cảnh này. Vô Chu thật hết cách với mấy người ấu trĩ, Cơ Phong nhắm vào một hàng dưa làm việc xấu, nhưng rất sượng chân, còn bị lừa mua dưa xanh với giá đắt. Võ Vô Địch lại đi tát một con cho giờ bị cả đàn chó đuổi theo không tha, còn Nhược Thủy dành ăn hộ lô với một đứa nhóc, Vô Chu bất lực vô cùng. Chính lúc này, Tuyên Vĩ Hớt Hải chạy đến báo tin Cảnh Dũng bị người ta đánh trọng thương. Trong phòng, đại phu xem kim châm chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, bởi kẻ đánh đã truyền ám lực một khi có người cứu sẽ lập tức làm vỡ nát tâm mạch của Cảnh Dũng, quá là thâm độc. Đại phu định rời đi thì Vô Chu xông vào tuyên bố sẽ cứu sống Cảnh Dũng. Hắn mượn đồ nghề của lão, mặc kệ lão cảnh báo tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, Cảnh Dũng nửa tin nửa ngờ không an tâm giao tính mạng cho Vô Chu. Vô Chu ép buộc y ngồi dậy, rồi dùng huyền châm đâm vào các tử huyệt, một chưởng đánh vào ngực Cảnh Dũng, làm y thổ huyết tại chỗ. Đại phu trách mắng hắn làm càn, nào ngờ bị vả mặt khi thấy Cảnh Dũng khỏe lại thần kỳ, lão không tin đến kiểm tra thật kỹ rồi cúi lại Vô Chu tạ lỗi. Vô Chu khiêm nhường giao lại đồ đã mượn, khiến lão chớp mắt ngộ đạo, nhân khí của hắn theo đó mà tăng lên. Vô Chu muốn tìm ra kẻ nào làm Cảnh sư huynh bị trọng thương, La Kỳ kể đó là đệ tử Quân Thiên giáo Lý Anh Lân, cao thủ thần tàng cảnh. Hóa ra tên đó muốn đích danh so chiêu với Vô Chu rồi còn sỉ nhục đạo tông, Cảnh Dũng tức giận mới xuất chiến thay. Vô Chu đi tìm Lý Anh Lân ở Xuân Phong Các, Cảnh Dũng khuyên hắn nên từ bỏ tránh gây đổ máu. Trong lầu, Lý Anh Lân bàn chuyện huyết yêu, lần này y mang bí bảo đến phát hiện huyết yêu ở Xuân Phong Các, Vô Chu ở ngoài cửa nghe lén, hắn phải nghĩ kế sách thoát thân trước khi động thủ với Anh Lân. Hảo huynh đệ Vũ Phong cũng tới đây kiếm rượu ngon, nhưng bị ngăn cản chê cười y lấy danh quan hệ học cung làm bình phong, Vô Chu chỉ Vũ Phong cách lấy rượu ngon. Chi bằng đánh bại thủ lĩnh Lý Anh Lân, Vũ Phong vẫn nghi ngờ ý tốt của Vô Chu, Vô Chu bảo hắn sẽ đối kháng trực tiếp để Vũ Phong nhân cơ hội làm theo mưu kế. Sắp cạn chén, Vô Chu nhân tấn công liên tục vào Lý Anh Lân, để công bằng, Lý Anh Lân chấp nhận áp chế thực lực đến tiên thiên cảnh để đấu với hắn, đúng theo mưu kế của Vô Chu. Vô Chu động thủ trước khiến Anh Lân không kịp trở tay, Anh Lân chuẩn bị ra chiêu thì Vô Chu đã dùng liệt thiên trảm trấn áp đối phương. Anh Lân cũng cố đỡ lấy nhưng không đáng kể, vừa bị hất bay ra xa vừa bị Vô Chu liên tiếp xoay như trong chóng, y tức giận giải phóng phong ấn. E rằng đã quá muộn, Vô Chu nhân cơ hội đạp Anh Lân khiến y bị phế đan điền khí hải, coi như trả thù thành công cho Cảnh Dũng. Mấy tên ở đấy rất bất bình nhưng chẳng dám thách đấu với Vô Chu, bọn chúng muốn ỉ đông hiếp yếu cùng xông lên đúng như suy tính của hắn, xem ra đến lúc Vũ Phong trào sân rồi. Vũ Phong từ trên lầu nói sẽ đánh thắng Vô Chu đổi lại bọn chúng phải tôn y làm thủ lĩnh, đợi bọn chúng đồng ý, Vũ Phong chính thức lên sàn. Hai tiểu tử diễn một màn mèo vờn chuột toàn chiêu thức kỳ quái, theo kế hoạch Vô Chu giả vờ thua trận rồi chuồn mất, bọn chúng không để ý Lý Anh Lân bị phế mà ra sức nịnh nọt Vũ Phong. Bên ngoài, một cô nương dẫn Vô Chu đi gặp chủ tử của mình, đến hậu viện Xuân Phong Các hóa ra là yêu yêu xinh đẹp muốn bàn chuyện làm ăn với hắn. Bất ngờ xung quanh bao trùm khí độc có thể phong ấn linh lực khiến hai người họ ngã quỵ, yêu yêu bị nặng hơn không thể cử động, một tên nửa người nửa rắn xuất hiện đã ăn thịt người. Đó chính là huyết yêu mà bọn chúng đang săn lùng đây sao? Con yêu tinh này lao xuống muốn ăn trọn hai người, may mà có Vô Chu kịp thời bế yêu yêu chạy trốn. Yêu yêu lo sợ Vô Chu khó đối phó với huyết yêu, Vô Chu vừa giải độc vừa cùng yêu yêu song kiếm hợp đánh xà tinh. Sao lại giống như khiêu vũ vậy? Độc đã giải xong, yêu yêu bắt chói huyết yêu đánh cho nó một trận, rồi cũng độc dược trên người nó chia cho Vô Chu. Xong nàng ta muốn Vô Chu cứu một người, tưởng hắn sẽ nâng khống giá, hóa ra vẫn ngốc như xưa. Yêu yêu khuyên Vô Chu đổi con huyết yêu này để lấy danh tiếng, nhưng anh đây đã có cách hay hơn. Trong các viện, Vũ Phong đang hưởng thụ ưu đãi của thủ lĩnh, võ giả bên cạnh vô cùng nóng ruột dục y đi bắt huyết yêu. Đang lúc không biết làm gì, yêu yêu xuất hiện đem lá thư của Vô Chu dặn Vũ Phong dụ huyết yêu đến trụ sở của Quân Thiên giáo. Vũ Phong bộc lộ tài diễn xuất để xà tinh xuất hiện, cùng lúc yêu yêu dùng bí thuật điều khiển huyết yêu chạy ra ngoài, Vũ Phong hô hoán mọi người đuổi theo, Vô Chu và nàng ta đi bàn chuyện cứu người. Bệnh nhân này cũng quá mạnh đi, một cử động cũng làm hoa nở, Vô Chu ra bái kiến thì bị lão bơ đẹp, yêu yêu nói đã tìm được y sư cho Liên Thành, người đó xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lão giáo giác tìm, chứ nhất quyết không tin tên tiểu tử này là y sư, lão nghi ngờ cho đến khi yêu yêu nói mình đã được trải nghiệm, Vô Chu dùng âm dương y quyết phán đoán ra tà khí trong người lão, nhưng để trả thù việc bị phớt lờ, Vô Chu lừa lão phải dùng bí pháp gia truyền, này thì đấm không nương tay, rồi mới đẩy âm khí trong người lão ra. Phong Liên Thành vô cùng sảng khoái cảm tạ Vô Chu. Khi biết Phong Thành chủ là giảng sư của học cung Tắc Trạch, Vô Chu gấp gáp hỏi tình hình hiện tại của thê tử. Lão mới e dè nói rằng Khuynh Mâu bị phản phệ ngộ đạo, ngay cả tế tiểu cũng hết cách cứu chữa, Vô Chu rất tức giận muốn san bằng học cung lấy công đạo cho vợ. Cổng học cung vô cùng nghiêm ngặt khó vào, Vô Chu bị một tên chặn lại chỉ hắn cách đi cửa sau, nhưng Vô Chu không thèm chấp, hiên ngang tiến lên phía trước hai kẻ canh cửa.
mở miệng đòi gặp Sùng Niên đại nhân. Bọn họ nghe vậy sợ đắc tội vội dẫn hắn vào trong. Tên lúc nãy cay cú ngậm máu phun người, bị Vô Chu làm lộ chuyện xấu hết đường càn quấy. Vô Chu dễ dàng từng bước leo thang lên học cung, khung cảnh như tiên giới. Đi được nửa đường, Vô Chu sai đệ tử học cung bảo Sùng Niên đến trúc viện để gặp hắn. Cố Thanh xuất hiện nhận ra thân phận Hứa Vô Chu, chó cậy gần chuồng định dạy dỗ Vô Chu, nào ngờ các thuộc hạ của Cố Thanh đều bị đánh bại thảm hại. Cố Thanh ra đại chiêu truyền thanh gọi anh em đến hội động Vô Chu. Huynh Mâu ốm yếu trong trúc viện cảm nhận được sự hiện diện của phu quân. Bên này, Tế Tửu nhắc khéo Mạc Tông Chu nên dạy dỗ lại đồ đệ đừng để hắn gây sự, nhưng đến Mạc Đạo Tiên cũng không quản nổi tên tiểu tử này, chi bằng hai người cùng nhau đi xem kịch hay. Một đệ tử tiên thiên đỉnh cao vừa xông lên đã bị Vô Chu hạ gục, Cố Thanh mặc kệ quy củ kích động các đệ tử học cung ỉ đông hiếp yếu, cùng liên kết mở trận bút pháp. Lúc này hai lão già xuất hiện, Tế Tửu và cho Cố Thanh lệch mặt và quyết định xóa bỏ thân phận đệ tử nòng cốt của y. Vô Chu đổ thêm dầu vào lửa, khiến Cố Thanh vĩnh viễn không được thu nhận, dù y hết sức van xin, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Tế Tửu muốn đạo tông giải quyết việc Vô Chu tự ý xông vào học cung, lão ra lệnh cho người bắt hắn trục xuất ra khỏi đây. Mà đạo tiên định đem con bỏ chợ, Vô Chu mới nhắc lão chuyện đạo giới nên lão đành xin Tế Tửu cho Vô Chu một lời giải thích. Vô Chu muốn gặp đồ đệ ở học cung, đó chính là tiểu đồ Sùng Niên mà bọn chúng kính trọng, Tế Tửu nửa tin nửa ngờ sợ Sùng Niên bái tên tiểu tử này làm sư phụ thật. Ngoài ra, Vô Chu đến đây muốn gặp thê tử, nhưng phải để xem thực lực của hắn tới đâu, các đệ tử học cung đều bị một chiêu của Vô Chu đánh bại. Hắn tranh thủ muốn lấy linh thạch trên người bọn chúng để tu luyện vượt cấp, Tiền Tuấn xuất hiện khá ngầu nhưng cũng bị Vô Chu nắn chỉnh hàm. Tiếp theo là Kỷ sư huynh là cường giả tiên thiên nhập đạo, nếu muốn đấu với anh đây phải mang đủ linh thạch nhé.